Trong Sử Ký tầng 4 kỷ của Tư Mã Thiên ghi nhận một truyền thuyết. Truyền thuyết này đã mở ra lịch sử phát triển của gia tộc Tần Quốc, tổ tiên của người nhà Tần. Ngược dòng về lịch sử tổ tiên sớm nhất của họ có thể là Chuyên Húc Đế. Chuyên Húc Đế có cô cháu gái đích tôn tên Nữ Tu. Ngày nọ, khi Nữ Tu đang nằm dài trên bãi cỏ xanh mơn mởn dưới bầu trời trong xanh để cho từng tia nắng lướt chạy trên người mình, hít thở thật sâu từng luồng không khí ngọt liệm, niềm vui lan rộng khắp nơi nơi. Một đàn chim én đen cất cao tiếng hót, tung cánh bay xà đến. Chúng đang theo đuổi niềm vui, hứng khởi tận cùng. Đàn chim én bay vụt ngang đỉnh đầu của Nữ Tu. Chim én rơi trứng, Nữ Tu nuốt lấy, sinh con Đại Nghiệp. Theo lời trong Sử Ký tầng 4 kỷ, Đại Nghiệp lấy Nữ Hoa làm vợ, Nữ Hoa sinh Đại Phí cùng Vũ Bình Thủy Thổ. Theo lời trong Sử Ký tầng 4 kỷ. Thời đại của Vũ là thời kỳ để lại ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người. Đấy là thời kỳ lũ lụt hoành hành, cuộc sống của người dân khốn đốn, Vũ kế thừa chí của cha, chống lụt. Đại Vũ trị nước lũ, tận tụy chăm chỉ, lao tâm khổ lực, lòng chân rụng hết. 13 năm không bước vào nhà, khổ tận cam lai, cuối cùng đại công cáo thành. Vua Thuấn luận công ban thưởng, Vũ nhận tưởng và khởi tấu. Công trạng hiển hách vĩ đại như thế không thể dựa vào sức của một người mà hoàn thành. Nếu không có sự hỗ trợ và giúp đỡ của Đại Phí, khẳng định rằng thần không thể hoàn thành, vì thế nói công của Đại Phí rất lớn. Vua Thuấn rất vui, thưởng cho Đại Phí một mảnh vải đen, đeo dải cờ màu đen là tấm gương tốt. Người Tần xem đấy là vinh dự rất lớn, vua còn ban cho Đại Phí một người vợ. Từ đấy, Đại Phí giúp vua Thuấn thuần dưỡng chim thú. Đại Phí học hỏi được kinh nghiệm của tổ tiên trong việc thuần dưỡng chim thú, giúp cho Đại Phí hoàn thành công việc rất xuất sắc. Các loài chim thú quý hiếm đều bị Đại Phí thuần hóa. Vua Thuấn vui mừng vô cùng đã ban họ doanh cho Đại Phí. Thế là tổ tiên người Tần từ đấy đã có cái họ. Đại Phí có người con, một người tên Đại Liêm, người còn lại tên Nhược Mộc. Con cháu của họ lúc thì định cư ở vùng Trung Nguyên, lúc thì định cư ở vùng Di Địch. Bánh xe lịch sử di chuyển đến thời kỳ Hạ Kiệt. Kiệt là vị bạo chúa nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Tàn sát trung lương, ngược đãi dân chúng, khiến cho trời oán người hận. Thủ lĩnh của bộ tộc Thương là Thang tiến hành khởi nghĩa. Tổ tiên người Tần, con cháu của Đại Phí là Phí Xương phản Hạ Quy Thương, gia nhập vào đại quân khởi nghĩa. Phí Thương có kinh nghiệm thuần ngựa phong phú và kỹ thuật cưỡi xe hơn người. Rất nhanh, Phí Xương trở thành người cưỡi xe ngựa cho Thương Thang. Trong cuộc đại chiến giữa Hạ và Thương, Phí Xương đã lập được chiến công hiển hách. Từ đấy, tổ tiên người Tần nhận được sự xem trọng cao độ của vương triều nhà Thương. Thời kỳ nhà Ân Thương, người nhà họ Doanh luôn được xem là quý tộc. Con cháu của Phí Xương là Phỉ Liêm, kế nghiệp của cha, trở thành người trấn giữ Tây Giới, được phong là đại thần trấn giữ vùng biên giới Cương Tây Thùy. Phỉ Liêm rất thích đi đây đi đó. Ông như thần hành thái bảo trong Thủy Hử truyện. Vào thời cổ đại, người có thể đi nhiều nơi được xem là người có bản lĩnh tài giỏi. Con trai của Phỉ Liêm tên Ác Lai. Ác Lai võ nghệ cao cường, sức mạnh hơn người. Đấy là thời kỳ huy hoàng nhất của tổ tiên người Tần thời đại Ân Thương. Vật cực tất phản, họa phúc đồng môn. Tổ tiên của người Tần, Phí Xương nắm bắt được thời cơ phản Hạ giúp Thương. Trong quá trình đấu tranh thay đổi triều đại, ông đã đứng đúng vị trí người Tần nổi lên. Nhưng giờ đây tổ tiên của họ là Phỉ Liêm và Ác Lai lại đứng trước sự chọn lựa như thế. Vì lúc ấy triều đại Ân Thương xuất hiện vị bạo chúa trụ vương. Lần này, người Tần đã có sự lựa chọn sai lầm. Lúc ấy, Phỉ Liêm và Ác Lai lại rất được trụ vương xem trọng. Phỉ Liêm sinh Ác Lai, Ác Lai có sức mạnh, Phỉ Liêm đi lại nhiều, cha con đều có tài cùng trợ trụ vương. Vì Phỉ Liêm, Ác Lai dốc sức bảo vệ trụ, nên rất nhiều sách cổ đều có ghi nhận chuyện hai cha con trợ trụ vi ngược. Lã Thị Xuân Thu, đương nhiệm, Ân Trụ Ác Lai. Chu Vương phạt trụ,
Trong cuộc huyến chiến lửa cháy Triều Ca, Ác Lai thống binh cố thủ kinh đô nhà Thương, đổ máu quyết chiến. Thi tử ghi chép, võ vương đích thân phóng tên vào miệng Ác Lai. Đấy là hậu quả của việc Ác Lai ngoan cường chống trả lại Chu Vương. Cùng lúc ấy, Phỉ Liêm nhận lệnh đưa quân trấn giữ vùng phía Bắc để đối phó với sự xâm chiếm của các bộ tộc như Thổ Phương, nay thuộc vùng phía Bắc Hà Bắc, Sơn Tây, Quỷ Phương, nay thuộc vùng phía Tây Bắc Sơn Tây và phía Bắc Thiểm Tây. Từ phía Bắc trở về, Phỉ Liêm nghe tin Thương Triều diệt vong, không thể trực tiếp đền ơn Trụ Vương. Ông bèn lập đàn bái tế ở núi Hoắc Thái Sơn, nay thuộc vùng Đông Nam huyện Hoắc, Tây Sơn, để tế vong linh của Trụ Vương trên trời. Tế xong, ông tự vẫn vì triều nhà Thương, ông được chôn ở núi Hoắc Thái Sơn. Đại quân của Chu Võ Vương phạt Trụ, Ác Lai bị giết trên chiến trường, Phỉ Liêm vì Trụ kết liễu đời mình. Tổ tiên người Tần chịu sự đả kích lớn trước giờ chưa từng thấy, họ trở thành nô lệ của Chu Vương Triều. An Thương từ thiên tử trở thành chư hầu, tổ tiên người Tần từ quý tộc bị giáng xuống làm nô lệ. Sự uất ức trong lòng thật sự không thể dùng lời nói để diễn tả. Chu Võ Vương qua đời, Chu Thành Vương kế vị. Thành Vương tuổi còn trẻ, Chu Công hỗ trợ việc triều chính. Con trai của Thương Trụ là Võ Canh tưởng rằng có thể lợi dụng thời cơ, phát động cuộc nổi loạn võ trang quy mô lớn để phản Chu. Tổ tiên của người Tần cũng tham gia lần nổi loạn này. Chu Công Đán là chính trị gia nổi tiếng trong lịch sử, được người đời sau tôn làm thánh nhân. Dưới sự trị vì của ông, vương triều nhà Chu vừa mới thành lập đã dễ dàng dẹp yên cuộc nổi loạn. Đối với những kẻ phản loạn trong lịch sử Trung Quốc thì họ thường bị xử tử. Chu Công Đán là thánh nhân nhưng cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Sau khi các phần tử phản loạn bị xử tử, các thị tộc tham gia cuộc nổi loạn bị đầy đến những vùng đất xa xôi, hoang vu. Tổ tiên người Tần tham gia cuộc nổi loạn đao chém, người đời sau, hậu thế phải gánh lấy tội trạng, già trẻ lớn bé, tay xách nách mang, rời khỏi vùng sơn nước quê hương thân thuộc, lưu lạc đến vùng phía Tây xa lạ. Họ đã chẳng còn tiếng hát, cũng chẳng còn tiếng cười, vì trước mắt họ là những ngày tháng gian khổ vô cùng. Đến đâu cũng đầy chông gai, sống chết vẫn chưa biết trước. Những người Tần ấy bị đày đến vùng đất như thế nào? Bộ phận nhỏ người Tần bị đày đến lưu vực sông Hoàng Hà, Chuẩn Hà để định cư. Sau đấy, họ cũng lập nên một số những quốc gia nhỏ như nước Từ, nước Hoàng, nước Giang, nước Cát, v.v. Tuy họ là những phân chi của họ Doanh, nhưng sau này họ đều dùng tên nước để làm họ, từ đấy thoát ly khỏi họ Doanh. Đại bộ phận người Tần tham gia cuộc nổi loạn, tội trạng sâu nặng, bị đày đến vùng biên thùy Tây Chu, tụ họp với những người Tần thiểu số, còn sót lại từ thời Ân Thương, trở thành tổ tiên của thị tộ họ Tần, những người lập nên vương triều Đại Tần sau này. Vùng biên cương phái Tây của Chu Vương Triều không ngừng được mở rộng, bộ tộc tổ tiên bị ngoại hóa của người Tần không ngừng phải tiến về phía Tây. Vùng đất phía Tây xa nhất mà họ từng đến ước chừng là vùng giáp danh với Cam Túc. Tổ tiên người Tần luôn ở địa vị của kẻ nô lệ, chỉ có thể sống cùng những bộ tộc tạp cư di địch. Họ chống chọi với gió mưa, phát quang bụi cỏ, trải qua cuộc sống du mục đầy gian khổ. Nhưng họ từng là thần dân của Đại Hạ, quý tộc thời Đại Thương. Họ thông thạo cuộc sống của bộ tộc làm nông, nên họ cố gắng tạo ra những điều kiện để định cư, phát triển trồng trọt, tạo ra hạt giống mới. Dần dần họ trồng được những loại hạt giống như thóc, mè, dâu, v.v. Khi sống ưu tư, lúc chết thanh thản, điều kiện sống gian khổ, địa vị chính trị thấp kém đã tôi luyện ý chí của tổ tiên người Tần, hình thành nên tính cách của họ. Thời gian trôi nhanh như gió, đến đời vua thứ tư của vương triều nhà Chu, Chu Mục Vương, tình cảnh của người Tần có chút chuyển biến. Sự chuyển biến ấy đến cũng vì nguyên nhân cũ, chính là việc người Tần biết thuần phục, nuôi và cưỡi xe ngựa. Lúc Chu Mục Vương tại vị, ông đã 55 tuổi. Trong sách cổ, miêu tả khi ấy, ông đã trở thành một thiên tử nửa người nửa thần. Ông có người cưỡi xe ngựa tài giỏi, người ấy tên Tào Phụ, cháu đời thứ năm của Quế Thành, con trai Phỉ Liêm. Lần nọ, Chu Mục Vương đi săn ở phía Tây, mãi mê săn bắt, ông quên mất chuyện phải quay về. Từ Yểm Vương thừa cơ làm loạn, Tào Phụ thay Chu Mục Vương cưỡi xe ngựa, ngày đi vạn dặm. Trường Khu Quy Chu Dĩ cứu loạn.
theo lời trong Sử Ký Tần Bổn Kỷ. Vì cứu chủ có công, Chu Mục Vương đã ban Triệu Thành cho Tào Phụ. Nhánh người Tần của Tào Phụ từ đấy lấy Triệu làm họ. Quốc vương của nước Triệu thời Chiến Quốc là hậu duệ của Tào Phụ, nên người đời nói Tần Triệu cùng tổ. Trong huyết mạch của người Tần luôn có gen chiến đấu. Trong quá trình Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, sức chiến đấu mãnh liệt của nước Triệu luôn là một thử thách lớn đối với Tần Thủy Hoàng. Đến thời của Chu Hiếu Vương, vì Tào Phụ được xem trọng, cháu đời thứ 5 của Ác Lai, con trai của Phỉ Liêm là Phi Tử, cũng vì có tài thuần dưỡng và nuôi ngựa, Chu Hiếu Vương phái Phi Tử đến vùng Thiểm Tây ngày nay để chuyên lo việc nuôi và thuần ngựa cho vương thất nhà Chu. Phi Tử là người biết nắm bắt thời cơ, ông rất trân trọng cơ hội hiếm có ấy. Ông tận tâm làm việc, cẩn thận tỉ mỉ. Chu Hiếu Vương đại khai vương ân, phong người Tần là phù dung của nhà Chu, cho phép Phi Tử lập thành ấp ở vùng đất của Tần, khôi phục việc thờ cúng doanh thị. Thế nào được gọi là phù dung? Lễ Ký nói: ruộng của thiên tử rộng nghìn dặm, ruộng của công hầu rộng trăm dặm, bá thì 70 dặm, tử nam 50 dặm, không hợp với thiên tử, phù dung vâng theo lời của chư hầu. Phù dung chỉ có thể vâng theo lời của đại chư hầu, không có tư cách gặp mặt thiên tử. Nhưng đối với người Tần, đấy chính là bước đầu tiên trong việc thay đổi số phận. Không có bước đầu tiên ấy thì tự nhiên sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện xưng vương, xưng đế sau này. Vì thế, bước đầu tiên ấy đến chẳng hề dễ dàng, nó mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Từ thời tổ tiên đến giờ, người Tần trường kỳ sinh sống ở vùng giao nhau giữa Trung Nguyên và Di Địch. Một mặt họ sở hữu bản chất hung hãn, mạnh mẽ của dân du mục. Mặt khác, họ cũng sở hữu cho mình sự văn minh, trí tuệ của người Trung Nguyên. Họ học hỏi được các kỹ năng cưỡi ngựa, bắn tên, đánh trận mà người Trung Nguyên còn thiếu từ các dân tộc thiểu số ở phía Tây. Họ cũng học được những kiến thức như xa chiến, pháp lệnh, biến hóa mà người dân tộc thiểu số còn thiếu như người Trung Nguyên. Máu của người dân tộc thiểu số và của người Trung Nguyên luôn chảy trong huyết quản của người Tần. Họ không phải người Hồ, cũng chẳng phải người Hán. Họ vừa là người Hồ, vừa là người Hán. Chính vì bản chất của người Hồ và người Hán tồn tại trong người Tần, nên họ luôn muốn chinh phục phía Tây và khát vọng tiến vào phía Đông Trung Nguyên. Họ sống trong sự đấu tranh khốc liệt, chịu nhiều gian khổ. Họ biết lấy dài bù ngắn, khiến cho bản thân mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Người Tần có thể thống nhất Trung Quốc chẳng phải chuyện một sớm một chiều. Người Tần có thể từ vùng biên thùy phía Tây không ngừng phát triển, sau cùng chinh phục được Trung Nguyên và hoàn thành đại nghiệp thống nhất Giang Sơn bởi Tần Thủy Hoàng. Điều đấy dựa vào tinh thần bất khuất, mạnh mẽ cũng như ý chí ngoan cường được tôi luyện trong những hoàn cảnh khó khăn và tính cách kiêu ngạo bất phục của họ. Từ lúc bắt đầu trở thành phù dung của nhà Chu, người Tần xem như đã có được vùng đất nhỏ của riêng mình, bắt đầu mở ra trang sử đại nghiệp khai quốc đầy chông gai. Người Tần được ban ân huệ như thế chẳng phải vì thiên tử nhà Chu nhân từ độ lượng, mà vì vương thất của nhà Chu ngày càng thoái lui, các bộ tộc du mục phía Tây liên tục quấy nhiễu và xâm phạm. Chu thiên tử phải lợi dụng địa vị đặc biệt nằm giữa dân du mục thiểu số và dân làm nông để khống chế và ngăn chặn các bộ tộc du mục ấy. Người Tần rất thông minh và nhạy bén, ý đồ của Chu thiên tử tất nhiên chẳng thể giấu được họ. Sau 3 lần hô vạn tuế, người Tần lấy danh nghĩa thảo phạt Tây Nhung, vừa lập công với thiên tử, vừa mở rộng phạm vi thế lực của mình. Thủ lĩnh đời thứ 3 của người Tần là Tần Trọng, ngưỡng mộ chế độ lễ nhạc của vương triều nhà Chu, vô cùng cung thuận Chu thiên tử. Nhà Chu chính thức phái Tần Trọng đi thảo phạt Tây Nhung, phong ông làm đại phu. Đấy là lần đầu tiên người Tần được Chu thiên tử phong tước vị. Lần phong tước ấy của Chu thiên tử khiến Tây Nhung tập trung toàn bộ lực lượng tấn công người Tần. Người Tần không thể chống lại địch, Tần Trọng bị giết, họ chỉ còn cách cầu cứu vương triều nhà Chu đang dần dần suy tàn. Lạc đà chết gầy to hơn ngựa. Nhà Chu nhanh chóng điều động 7.000 nhân mã, giao cho con trai của Tần Trọng là Trang Công cùng 5 người anh em tổ chức phản kích. Trải qua thời gian chiến đấu lâu dài, cuối cùng họ đã đánh lùi được quân Tây Nhung, tạm thời ổn định cục diện vùng Tây Bắc. Tần Trang Công vì thế được phong chức Tây Thùy Đại Phu. Từ đấy thế lực của người Tần không ngừng lớn mạnh, họ chiếm được cả vùng đất Tây Bắc quan trọng của nhà Chu. Sự vươn lên của người Tần dường như được sự trợ giúp của trời cao.
Trong lịch sử, bất cứ một vương triều nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Vương triều nhà Chu cuối cùng cũng đã bước vào thời kỳ suy vong. Vị quân chủ ấy tên Chu Ưu Vương. Chu Ưu Vương sủng ái Bao Tử, dùng khói sáng đánh lừa chư hầu, trò đùa thật sự quá trớn. Từ đấy, Chu Ưu Vương đánh mất uy danh trước các chư hầu. Chu Ưu Vương phế thái tử, lập con trai của Bao Tử làm thái tử, dẫn đến sự phản đối quyết liệt của các đại thần và người trong vương thất. Đặc biệt, chuyện ấy đã làm cho ông ngoại của đương kim thái tử nổi giận, cùng những người trong dòng tộc Thân Hầu, cha của Thái Hậu Thân. Thân Hầu có thực lực rất lớn và có quan hệ rộng rãi với Nhung Địch và người Tần. Thân Hầu thà chết khuyên ngăn. Chu Ưu Vương nổi giận, tước chức vị của Thân Hầu. Ông chuẩn bị quân tiến đánh nước Thân. Tên đã nằm trên dây cung, chạm vào là bay. Thân Hầu tiên pháp chế nhân, ông liên minh với tộc Khuyển Nhung tấn công quốc đô của nhà Chu là Cảo Kinh, nay thuộc huyện Tây Bắc, Trường An, Thiểm Tây. Bộ lạc Khuyển Nhung như nước thủy triều và như sấm chớp thẳng tiến về Cảo Kinh. Chu Ưu Vương sợ hãi hoảng loạn, vội vã ra lệnh cho đốt khói sáng để cầu cứu các chư hầu. Nhưng vì Chu Ưu Vương từng dùng khói sáng để đánh lừa các chư hầu, nên chẳng có chư hầu nào đưa quân đến trợ cứu. Thế nào là khói sáng? Ngày nay, nếu chúng ta lên Trường Thành, sẽ nhìn thấy đại khói sáng. Thời nhà Chu, thậm chí là toàn thể thời cổ đại của Trung Quốc, từ vùng biên cương đến thủ đô đều được dựng những đài khói sáng. Nếu phát hiện có quân địch đến thì sẽ đốt khói sáng. Các chư hầu lớn nhỏ đều phải mang quân đến cần vương. Đài khói sáng là hình thức truyền đạt tình báo quân sự rất quan trọng. Nhiên liệu để đốt cho đài khói sáng không phải là loại nhiên liệu bình thường, mà đấy là phân của sói. Vì thế trong sách cổ cũng gọi khói sáng là lan yên, khói của sói. Khói sinh ra từ những loại nhiên liệu khác mờ, dễ tan, gió thổi nhẹ thì tắt. Còn khói sinh ra khi đốt phân sói thì dày đặc, lâu tan, gió thổi không tắt, nên đài khói sáng dùng phân sói làm nhiên liệu. Chư hầu không đến trợ cứu, thế tấn công của Khuyển Nhung ngày càng mãnh liệt. Thân Hầu không thể khống chế tình hình, sau cùng quân Khuyển Nhung tiến vào Cảo Kinh, giết người cướp của. Quân Khuyển Nhung đuổi đến núi Ly Sơn, giết chết Chu Ưu Vương và Bao Tự. Thân Hầu không rõ tung tích, ông chỉ có thể truyền mật thư kêu gọi các chư hầu cần vương. Con trai của Tần Trang Công là Tần Tương Công nắm bắt cơ hội ấy, nhanh chóng đến cứu trợ. Người Tần kỷ luật nghiêm ngặt, chiến đấu dũng cảm, cùng các chư hầu khác nhanh chóng dẹp yên bọn phản loạn Khuyển Nhung. Vương thất nhà Chu và các đại thần lập cháu ngoại của Thần Hầu là Thái tử Nguyên làm Chu Bình Vương. Chu Bình Vương tuyên bố dời đô đến Lạc Ấp, nay gần Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, đánh dấu thời kỳ Tây Chu kết thúc, bắt đầu thời Đông Chu. Chu Bình Vương dời đô về phía đông, chỉ có đội ngũ của Tần Tương Công hộ giá đi phía trước. Họ cho thấy chỉ có người Tần với địa vị phù dung mới thật sự can đảm trung thành. Vì lần cần vương và hộ giá có công đã giúp cho đại vị chính của họ có sự thay đổi lớn. Năm 771 trước công nguyên, Chu Bình Vương phong Tần Tương Công làm chư hầu, ban thưởng đất đai. Từ thời kỳ đầu của Tây Chu thế kỷ 11 trước công nguyên đến năm 771 trước công nguyên, kéo dài hơn 400 năm, người Tần từ nô lệ trở thành tướng lĩnh, chính thức lập nên nước Tần, kết thúc địa vị phù dung. Giờ đây, họ đã có địa vị ngang hàng với các chư hầu Trung Nguyên. Thời bấy giờ, nước Tần ở vị thế rất khó xử. Trong mắt người Trung Nguyên, nước Tần y cũ vẫn là di địch, còn trong mắt người di địch, họ đã trở thành nước chư hầu của nhà Chu. Theo lịch sử thì Tần Tương Công là vị minh chủ biết nhìn xa trông rộng. Ông muốn giành lại vùng đất mà Chu Bình Vương đã ban cho ông từ tay người Nhung địch. Ông không chỉ muốn chinh phục Tây Nhung mà ông còn muốn chinh phục Trung Nguyên. Đấy là sứ mạng quan trọng nhưng khó khăn. Lịch sử bắt đầu mở ra tấm màn đế quốc Đông Phương đại nhất thống. Năm 659 trước công nguyên, vị minh chủ anh hùng tài giỏi trong lịch sử nước Tần, Tần Mục Vương bước chân vào vũ đài chính trị. Ông trọng người hiền tài, Tây tiến Đông xuất. Ông ổn định Tần thất, trị vì đất nước 20 năm, nước Tần vì thế bắt đầu vươn lên. Bắt đầu từ năm 361 trước công nguyên, thời kỳ hoàng kim của nước Tần rốt cuộc đã đến. Tần Hiếu Công làm vua vào năm ấy, ông bắt đầu đại kế hoạch thay đổi đất nước. Nước Tần bắt đầu lớn mạnh, thoát ra khỏi hàm cốc quan, giấc mơ đồng tiến của các bậc tổ tiên người Tần trở thành hiện thực.
năm 337 trước Công Nguyên, con trai của Tần Hiếu Công là Tần Huệ Vương đăng cơ. Ông trọng dụng những người như Tôn Hiển, Tư Mã Thác, Trương Nghị, vân vân. Nước Tần diệt Ba Thục, tấn công Hàn, Ngụy. Cuối cùng, nước Tần cũng đã tấn công vào lãnh thổ của các nước chư hầu Trung Nguyên. Năm 310 trước Công Nguyên, con trai của Tần Huệ Vương là Tần Võ Vương kế vị cha. Tuy thời gian tại vị ngắn, nhưng ông vẫn như các bậc tiền bối nước Hàn xâm chiếm nhà Chu. Năm 306 trước Công Nguyên, Tần Thiệu Vương đăng cơ. Thiệu Vương tại vị 56 năm, ông đã tiêu diệt nước Sở, nước Triệu, mở ra cánh cửa thống nhất thiên hạ của nước Tần. Năm 250 trước Công Nguyên, Tần Thiệu Vương mất. Những bậc minh chủ của nước Tần nắm bắt từng cơ hội vươn lên của mình, từ địa vị của kẻ mang tội đến địa vị phù dung, từ phù dung đến chư hầu, từ cuộc sống du mục ở vùng Tây Nhung đến khi sở hữu núi Kỳ Sơn và vùng đất ở phía Tây vào thời nhà Chu. Từ lúc chiếm giữ vùng biên cương phía Tây đến khi sở hữu vùng Hàm Cốc Quan đến lúc chinh phục Trung Nguyên, các bậc tổ tiên của Tần Thủy Hoàng từng bước đưa nước Tần lớn mạnh hơn bằng tinh thần bất khuất của mình. Họ đã đặt nền móng vững chắc cho đại nghiệp nhất thống thiên hạ của Tần Thủy Hoàng. Sở dĩ Tần Thủy Hoàng có thể thành công ngồi vào chiếc ghế hoàng đế không hẳn chỉ dựa vào sự anh minh của riêng mình ông. Nguyên nhân quan trọng là cơ nghiệp huy hoàng do tổ tiên khai sáng. Tần Thủy Hoàng chính là người tiếp nối hào quang của tổ tiên mới có thể dùng sách lược lâu dài để ngự trị thiên hạ. Năm 246 trước Công Nguyên, Doanh Chính chỉ mới 13 tuổi đăng cơ, vị thần thống nhất ấy bắt đầu bước lên vũ đài của lịch sử. Năm 221 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, sự nghiệp của người Tần đạt đến đỉnh cao vinh quang.